quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cập nhật sức khỏe các hoa hậu Việt tiếp xúc Kim Duyên tại Dubai, Hưng Ly, Mâu Thủy đã có kết quả. Hiện tại, mọi lo lắng đang đổ dồn về Hồ Henie, Lệ Hằng và Hoàng My. Sáng ngày 4 tháng 1, Kim Duyên khiến người hâm mộ lo lắng khi thông báo dương tính với Covid-19. Cô vừa trở về Việt Nam sau hành trình chinh chiến Miss Universe 2021 và sau đó làm việc vui chơi vài ngày tại Dubai. Đăng ảnh kit test lên hai vạch, chân dài cũng cho biết nhờ uống thuốc hỗ trợ điều trị, nghỉ ngơi nên sức khỏe đã ổn định hơn. Lúc đi hết mình, lúc về hai vạch, Duyên đã được uống thuốc điều trị và nghỉ ngơi nên sức khỏe đã ổn định hơn rồi. Duyên cảm ơn cả nhà đã quan tâm và hỏi thăm Duyên nhé, Á hậu chia sẻ. Kim Duyên thông báo đã nhiễm Covid-19. Thông tin Kim Duyên dương tính với Covid-19 khiến nhiều người bày tỏ sự lo lắng, gửi lời chúc sớm bình phục tới chân dài. Bên cạnh đó, dân mạng cũng đang lo lắng cho sức khỏe Hồ Henie, Hoàng My, Hương Ly, Mâu Thủy, Lệ Hằng, Lê Hoàng Phương khi họ trước đó có thời gian dài tiếp xúc với Kim Duyên trong hành trình công tác tại Dubai. Dàn hoa hậu Á hậu Việt ở bên nhau suốt những ngày qua khi công tác Dubai. Tuy nhiên mới đây, Mâu Thủy và Hương Ly thông báo đã test nhanh với kết quả âm tính Covid-19, người hâm mộ tạm yên tâm. Hiện tại, mọi sự lo lắng đang đổ dồn về Hồ Henie, Lệ Hằng, Hoàng My khi họ vẫn chưa có động thái gì. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.